Hai người robot ra đầu quá đẹp. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Ủa? Sao nó không bị gì hết nhỉ? Các người yêu ta dễ dàng vậy sao? Chết, robot leo rồi. Có sao robot? Mình không sao. Ủa, chỉ là màn khởi đầu. Giờ thì chuẩn bị tiếp chiêu hủy diệt của ta. Robot ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Nó mạnh hơn mình nghĩ. Giờ chúng ta phải tính mưu kế thôi. Vậy phải làm sao bây giờ hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi! Cứu con! Yeah! Thì ra mình đã nhốt được đám khói đen đáng ghét kia rồi! Mình có cách rồi! Cách gì vậy Đốm? Mình không thể tiêu diệt được đám mây. Nhốt nó lại! Nhốt lại! Mình hiểu rồi. Mình không hiểu gì hết. Ngươi đừng đắc ý. Có giỏi thì nghênh chiến với ta nè. Được thôi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của ta. Các ngươi mau thả ta ra! Thành công rồi! Thành công rồi! Thì ra hai bạn gửi đám mây vào để nhốt nó hả? Đúng vậy! Thả ta ra! Thả ta ra! Thả tao ra! Làm sao để chúng ta có thể về trái đất bây giờ? Phải chi mình có thể nhốt đám mây nơi khác được rồi. Ở đây làm gì có chỗ nào để nhốt? Mình có cách rồi. Cách gì vậy đó? Mình sẽ dùng điều khiển từ xa để hút đám mây qua ống khói. Hút đám mây về các túi giải. Nhưng tụi mình đâu có cái túi giải nào ở đây đâu. Vậy phải làm sao? Và các bạn nhìn lên. Túi của bạn bự nhất á. Nhưng đây là chiếc túi mà mình thích nhất. Không được đâu. Nhưng mà nếu không có nó chúng ta không về được trái đất đâu. Tại sao hy sinh chiếc túi giúp mọi người đi? Cảm ơn Tato nhiều lắm. Hy sinh một chút tài sản của mình để làm việc tốt là nên mà. Đúng làm đi. Bụng bự, Tato, giờ robot giúp mình nha. Giúp sao? Giờ ba bạn sẽ dùng chiếc túi này để bịt đuôi tàu vũ trụ lại. Sẽ điều khiển để hút đám mây vào trong đây. Các bạn buộc chặt miệng túi lại nha. Mình hiểu rồi. Xong rồi đúng rồi. Bắt nào thôi.
cái gì đang hút ta? Dám nhốt ta vào cái túi này à? Mau thả ta ra! Thả ra để ngươi đi hại cái đất của chúng ta hả? Không dễ đâu. Tụi mình đi đi Đốm. Đúng đó, mẹ Đốm đang đợi chúng ta đó. Cảm ơn các con đã cứu bác. Dạ không có gì. Bác rất vui vì các con biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Bác sau này tặng tay to chiếc túi khác đẹp hơn. Cảm ơn bác. Mẹ mình cũng cảm ơn bạn nữa đó. Quảnh tù xây. Quảnh tù xây. À, đúng thua rồi. Nhắm mắt lại đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100. Hai bạn đang trốn ở đâu vậy? Mình sẽ tìm được hai bạn cho mà xem. Ôi da, đau quá. Cái gì vậy ta? Mơ được ước thấy. Hay mình thử ước xem sao. Biết đâu lỡ nó có thiệt thì sao. Quá wow. Quá wow. Thích quá à. Thích quá. Sao mẹ buồn vậy? Hôm nay ở chợ hết củ cải rồi. Mẹ muốn làm món gì đó với củ cải. Không sao đâu mẹ. Để Đốm đi chợ giúp mẹ nha. Trời, đang cần thì có liền. Đúng là tiện lợi ghê. Hai bạn qua nhà mình chơi. Mình có cái này hay lắm nè. Ủa cái gì vậy? Bí mật. Bạn làm mình tò mò quá à. Wow, thích quá, con búp bê đẹp quá. Bạn cho tụi mình hả? Ở đâu mà bạn có mấy cái thứ này vậy? Nếu bạn muốn có thứ gì, chỉ việc ghi vào đây là có ngay. Mình muốn có thật nhiều đồ ăn, bánh kem, sô-cô-la nè. Mình muốn có một đôi giày trượt ba tiên xịn nhất. Không biết tự nhiên tiền biến đi đâu. Mới nãy quá trời. Bây giờ thì... Có đây, có đây. Trời ơi, Đốm ơi là Đốm. Con mua quá trời đồ chơi như vậy hả? Hả? Thì ra là Đốm mua hàng mà không biết. Tưởng ông bụt cho đều ướt hả Đốm? Tháng này cả nhà chịu khó ăn chay nha con. Đồ chơi của mình còn nhiều lắm, nhưng mà ở trên gác xếp lận. Vậy lên đó liền đi. Đi thôi, đi thôi. Trên đây tối thui à, coi chừng nha. Tối thui à, có thấy gì đâu mà tìm. Thôi quên đại đi, quên trúng cái gì chơi cái đó. Tối thui, không có quên được cái gì để đem xuống hết trơn á. Mình chỉ lấy kịp cuốn sách bự này thôi. Xếp giấy biến hình. Sách gì mà lão quắc. À, thì ra là xếp giấy. Thôi kệ,
Lỡ rồi sếp thử coi ra con gì không? Trang đầu tiên nó chỉ xếp con hạt giấy nè. Ờ, vậy mình xếp con hạt đi. Xong, xong. Cuối cùng cũng xếp xong rồi. Wow, hạt giấy nó cũng bay được kìa. Hả? Wow. Thích quá, nó biết nhận ra ai là chủ của nó nữa. Hồi nãy sếp ảo nên bây giờ xấu quá à. Sếp lại đi. Đúng rồi đó, mình sếp thêm đi. Mình xong rồi, hình sếp con bướm. Mình cũng xong, xem đây, hình con ếch. Ý, con ếch của mình nhìn dễ thương quá đó. Con bướm của bạn xếp đẹp quá chừng luôn á. Hãy xem hình xếp máy bay chiến đấu của ta đây. Thấy anh sếp của mình vô địch chưa? Vui. Sao mày tấn công mình? Tại bên mấy bạn yếu quá làm chi. Máy bay chiến đấu của mình là vô địch. Tại bạn tấn công bất ngờ thôi. Hạt đâu? Mau đỡ đòn. Hả? Mình không ngờ bạn chơi hy sinh như vậy luôn đó. Hình xếp xấu xí đó, mình đâu có cần. Mình chính là chùm xếp giấy đây. Vậy thì mình không cho bạn xếp giấy nữa. Tấn công đốm cho ta. Quyển sách này là của mình. Của mình. Quyển sách này là của mình. Đưa nó cho mình. Đưa đây. Ôi không, quyển sách rách làm đôi rồi. Quyển sách rách rồi, nhưng ta giành được phần nhiều hơn. Bộ tướng nhiều hơn là ngon hả? Chứ sao nữa. Vậy thì tụi mình tuyên bố chiến tranh xếp giấy với bạn luôn. Chiến tranh xếp giấy hả? Được. Chơi luôn. Lấy ghế sofa làm ranh giới. Hẹn 2 tiếng nữa để xem đội quân ai mạnh hơn. Chiến tranh xếp giấy lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Bụng bự thì có nhiều giấy, nhưng mà mấy tờ hướng dẫn bên mình hết rồi. Cuộc chiến này mình thắng chắc. Chết rồi, mấy tờ hướng dẫn bên kia hết rồi. Thôi đi bụng bự ơi, mấy tờ hướng dẫn bên mình hết rồi. Chùm xếp giấy mà cần mấy tờ giấy hướng dẫn đó hả? Đợi đó, coi vũ khí bí mật của mình nè. Xong, xong. Giờ đại chiến đã đến. Bụng bự đầu hàng đi. Còn lâu tao mới đầu hàng đó. Để xem hạm đội máy bay chiến đấu của ta đây. Lên. Hả? Hả? Cá nhiều quá ha bụng bự. Ừ, hôm nay mình có canh chua cá rồi. Hai bạn câu tiếp đi nha. Mình đi ra đây một chút xíu thôi. Đốm đi đâu vậy? Bí mật. Đốm đi đâu mà lâu vậy?
Ừ, lâu thiệt. Bạn đi đâu lâu quá vậy? Tụi mình tưởng bạn bị chó sói ăn thịt rồi chứ. Vậy hai bạn có sợ chó sói không? Trời, chó sói cái gì đâu mà sợ. Nó mà ở đây hả, mình sẽ đánh nó một trận te to luôn. Mình cũng sẽ đánh cho chó sói kỹ răng luôn. Hai bạn giỏi ghê. Chứ sao? Mà sao giọng bạn lạ vậy? Phải đó. Chó sói. Sao? Sợ rồi à? Thôi đi rớm, đừng có dạy chó sói nhát mình nữa. Chó sói thiệt. Lên to, tiêu rồi. Sao giờ bụng bự? Mình cũng biết làm sao nữa. Sao hai người nói là sẽ đánh gãy răng ta mà? Chỉ là nói đùa thôi mà. Hôm nay ta có một bữa ăn thật no say với hai con vật nhát gan này rồi. Tay to nè. Gì hả? Dù sao cũng chết, hay ta lèo đánh nhau với nó đi, biết đâu sẽ thắng nó. Thôi đi, để cho nó ăn thịt đi, chứ đánh nhau lỡ nó cào rách cả người chết xấu lắm. Đúng là con gái mà, để mình nghĩ cách. Sao giờ hai đứa nhà ngươi ai muốn chết trước? Nghĩ ra cách gì chưa? À, mình có cách rồi. Ăn thịt ta trước đi. Được lắm, ngươi cũng anh hùng đó. Khoan đã. Sao, sợ chết rồi à? Ta đang phân vân một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn trước khi chết phải làm một chuyện gì có. Đừng có đòi hỏi nữa. Chuyện có đó là ta muốn giúp ngươi. Giúp ta? Ta là bác sĩ, ta muốn chữa vết sẹo trên mặt của ngươi, để ngươi là con sói vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai, đi rình mồi mà không phải bịt mặt như vậy nữa. Ngươi làm được? Tất nhiên rồi. Thôi được, nếu ngươi chữa được vết sẹo đáng ghét trên mặt của ta, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi. Nhưng ngươi phải làm theo điều ta dặn. Được được, làm gì ta cũng đồng ý. Vậy bây giờ ta bắt đầu thôi. Ừ, làm liền đi. Nhanh đi, nhanh đi. Ngươi định làm gì ta? Ta sẽ cắt đi vết sẹo của ngươi. Đau lắm. Ngươi yên tâm, với tay nghề của bụng bự này thì không hề đau. Thật không? Không tin ngươi cứ hỏi tay to bạn ta xem. Đúng đó. Bụng bự là một bác sĩ rất giỏi. Chính bạn ấy đã nói cho tay của ta to như thế này đó. Ngươi có thấy đẹp không? Nhưng ta sợ. Thôi được rồi, ta có cách này. Cách gì? Ta sẽ chói ngươi vào gốc cây để cho ngươi khỏi cử động. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ta. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không sợ gì cả. Được đó, được đó. Để mình giúp. Xong rồi. Tốt lắm. Giờ mình làm gì nữa bụng bự? Mau đi, mau đi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Ừ, đúng rồi. Ủa, ê, hai người đi đâu vậy? Sao không chữa vết sẹo này cho ta? Con chó sói ngu ngốc kia, ngươi đã bị tụi ta lừa rồi. Thì ra hai người gạt ta. Ngươi đúng là con chó sói ngu ngốc mà. Mình về thôi bụng bự. Ừ. Ta thoát được sẽ xé xác hai người ra. Hình như chân mình bị vướng gì á. Đâu? Chỉ là sợi dây thôi mà. Ừ. Ý, hình như là sợi dây chó sói mà. Hả? Để ta xem, lần này hai ngươi còn trò nào để dở ra hay không. Làm gì bây giờ hả bụng bự? Có một cách. Cách gì vậy bụng bự? Chạy. Vậy mà cũng là cách đó hả? Ta sẽ bắt được hai ngươi cho mà xem. Hai bạn làm gì mà chạy dữ vậy? Chó sói.
chó sói. Chạy đi Đom. Chó sói rượt. Sao hai bạn lại chạy như vậy? Không chạy như vậy thì chạy làm sao chứ? Đom có cách sao? Chó sói rượt mình không được chạy như vậy mà phải chạy nhanh hơn. Hả? Ta sẽ bắt được hai người cho mà xem. Chúng mày có chịu lên không hả? Hay da. Ôi da. Trời ơi đau quá. Em là ai? Sao đến đây? Em là Bồ Công Anh. Em đi tìm ngôi nhà mới ạ. Anh là Đốm. Chúng ta làm bạn nha. Và đây sẽ là nhà mới của em, chịu không? Wow, vậy là em có nhà mới rồi. Vậy em hãy ở cùng anh chị Hoa nhà mình nha. Thích rồi nha. Mau vào nhà thôi Đốm. Dạ. Em ngoan nha. Bye bye anh Đốm. Đốm ơi. Chào mấy bạn. Chào Minh Giới. Bye bye. Bồ Công Anh có bị sao không nữa? Anh Đốm ơi, cứu em, cứu em. Bồ Công anh tới cứu em đây. Bồ Công anh tới cứu em đây. Thả ta ra. À, đừng đi leo ba quái. Thả ta ra. Ta không sợ các người đâu. Bộ công anh, em đây đang mất rồi. Anh xin lỗi. Trời đang mưa, sao con lại ra ngoài vậy hả Đốm? Mẹ ơi, em bộ công anh, em ấy. Em đây, ba và mẹ đã đưa em vào nhà đó anh Đốm. Bây giờ thì thôi khóc nhè nhé cậu nhóc. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Đốm ơi, Đốm làm gì vậy? Mình đang bắt bướm. Mấy hôm nay mình quan sát thấy có rất nhiều bướm vàng bay trong vườn. Đốm để chúng bay cho đẹp đi. Bắt chúng làm gì, tội nghiệp lắm. Nhưng mình chỉ thích nó của riêng mình thôi. Tha hồi ngắm. Nếu bướm không còn bay nữa thì chỉ là sâu thôi Đốm ơi, không đẹp đâu. Ừ, bạn nói cũng phải. Mà cái gì trong tay bạn vậy? À, cuốn truyện cổ tích mẹ mới mua cho mình hôm qua đó. Mình đem qua để hai đứa đọc chung cho vui. Vậy hai đứa mình ngồi xuống gốc cây kia đọc nha. Ừ, để mình đọc cho Đốm nghe. Thôi thôi, để Đốm đọc cho. Không được đâu, giọng con trai ồ mồm. Đọc truyện cổ tích sao được? Mình đọc mới hay nè. Ừ.
Hai đứa mình mới một chút đi có chút xíu thôi mà, ta to. Mẹ mới mua sách cho mình đọc vậy mà. Đúng rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Mình sợ mẹ biết được sẽ la mình. Và chắc chắn từ đây về sau mẹ sẽ không bao giờ mua gì cho mình cả. Các ta đừng có quá lo, mình sẽ cố gắng đẹp khắp nơi một lần nữa. Ừ, về đêm giúp mình nha, mình về đây. Con đã làm một điều rất xấu, con đã tham lam. Chắc giờ này bạn ấy bị mẹ phạt không được ăn cơm rồi. Ờ, đúng là không ngoan rồi. Sáng mai con mang theo sách trả ngay cho bạn tay to nha. Vâng, như vậy tay to sẽ biết con là kẻ ăn cắp. Con sẽ xin lỗi bạn ấy. Tay to ơi, mình đã tìm được cuốn sách rồi nè. Cảm ơn Đốm, mẹ không giận mình, mẹ chỉ nói lần sau cẩn thận hơn thôi. Như vậy, tụi mình đã có hai quyển, tha hồ mà xem nha. Wow, Đốm sướng nha, mẹ mới mua cho Đốm sao? Từ nay, mình sẽ không bao giờ tái phạm. Ôi, thích quá. Làm sao mình có thể chơi nhạc như các bạn ấy không? Quảnh tù xây. Ơ, mình lại thua nó rồi. Ha ha, vậy là cục kẹo này là của mình đó nha. Ơ, Đốm kìa, sao nhìn mặt bạn buồn vậy? Ờ ha, nhìn mặt cậu còn buồn hơn cả tay to và bị thua kẹo nữa. Mình xem TV, thấy mấy bạn chơi nhạc cụ hay lắm. Làm sao mình có thể khiến các nhạc cụ phát ra âm thanh ha? Ôi trời, thì ra là vậy. Mình là một tay trống chuyên nghiệp nha. Ủa, sao mấy bạn buồn thiêu vậy? Đốm đang buồn vì không biết chơi nhạc cụ. Hả? Có vậy mà cũng buồn. Đừng nói vậy chứ bò sữa. Không phải ai cũng chơi nhạc giỏi đâu. À, mình có cách rồi. Bò sữa nè, ai làm cho bạn chiếc đồng hồ này vậy? Ba mình đó, đẹp không? Tuyệt quá, vậy chúng mình nhờ ba bạn làm cái gì tạo ra nhạc nha. Đúng rồi đó bò sữa. Tụi con chào bác ạ. Các con ngoan quá, có chuyện gì vậy? Ba ơi, ba có thể giúp bạn Đốm làm cái gì phát ra được nhạc từ lá dường ba? Được rồi, để bác xem thử coi. Ha ha, cuối cùng cũng xong rồi, kèn lá cho Đốm. Tuyệt quá, con cảm ơn bác. Con cũng muốn nữa. Con nữa, con nữa. Được rồi, từ từ, ta sẽ làm cho các con. Rồi xong, ba chiếc kèn lá nữa. Đẹp quá à. Tụi con cảm ơn bác. Ba giỏi quá, biết làm cả đồng hồ và kèn từ lá dừa nữa. Ba giỏi nhất. Tụi mình sẽ làm ban nhạc kèn lá nha. Mình sẽ làm nhạc trưởng. Không được, nhạc trưởng phải là người thổi kèn hay nhất. Thôi mấy con đừng có cãi nhau nữa. Vậy ta tổ chức cuộc thi để chọn ai làm nhạc trưởng nghe. Ôi, tụi nhỏ làm mình nhớ lại thời thơ ấu quá. Có ai chơi thổi kèn la hay như ta? La 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 la. Bò sữa nhà ta thích lân la thổi kèn. Ôi, bác mới là nhạc trưởng của ban nhạc kèn lá. Đúng rồi, bác giỏi rồi đó. Xa nữa. La 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 la. Ngày 10 tháng 1, hôm nay là sinh nhật mẹ mình. Mình phải làm gì cho sinh nhật mẹ đây? Hay là vào rừng hái hoa tặng mẹ ha? Đốm ơi Đốm, tụi mình đến rồi nè. Ừ, mấy bạn vào đi. Ủa, Đốm có chuyện gì vậy? Ừ, mình Đốm cũng thấy buồn buồn. Mình đang suy nghĩ. Có gì rắc rối hả? Bọn mình giúp được không? Hôm nay là sinh nhật mẹ. Mình muốn tặng mẹ một chiếc bánh kem. Nhưng
nhưng mình không có đủ tiền. Mình cũng muốn giúp đốm mà mình cũng không có tiền. Hay là mình vào rừng hái hoa, buôn bán lấy tiền mua bánh cho mẹ đốm. Ờ ha, sao mình đột nhiên ngốc như vậy không biết. Qua, nhiều hoa đẹp quá, bán hết hoa này chắc chắn sẽ mua được một chiếc bánh thật lớn. Mau lên thôi, mình phải hái nhiều thật nhiều. Biết rồi, biết rồi. Nào anh em ta cùng nhau bán hoa lấy tiền đi mua bánh kem. Chào các cháu, muốn mua quà hả? Dạ, dạ không, thật ra tụi con muốn bán hoa. Hả? Bán hoa cho tiệm hoa? Các cháu giỡn mặt với cô hả? Dạ, dạ, tại con muốn mua bánh sinh nhật cho mẹ. Cô ơi, tụi con không có tiền đâu cô. Cô mua giùm tụi con nha cô, tụi con phải vô rừng hái cực khổ lắm á. Cô ơi, giúp con đi cô. Thôi được, các cháu là những đứa trẻ ngoan, cô sẽ mua hết chỗ hoa này. Hoan hô, thành công rồi, có tiền mua bánh rồi. Sắp được ăn bánh kem rồi, đã quá. Dạ, tụi con cảm ơn cô rất nhiều. Đốm, đốm. Chiếc bánh của mẹ. Thôi chết rồi, tay đốm bị chảy máu rồi. Mau mau đưa đốm về nhà đi. Đốm, tay con sao lại bị chảy máu vậy? Con bị té. Tụi con đi đâu sao bị té như vậy? Tội nghiệp đốm của mẹ quá. Dạ, dạ, tụi con đi mua bánh kem cho cô. Trên đường về, đốm bị té. Mua bánh cho mẹ. Sáng giờ tụi con vô rừng hái hoa kiếm tiền mua bánh kem tặng cô đó. Đốm ngốc quá, mẹ không cần bất kỳ món quà nào. Đốm chính là món quà vô giá của mẹ rồi, đốm biết chưa? Nhưng con đốm khỏe mạnh và vui vẻ chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mẹ nhận được. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn các con. Thôi mẹ có mới về. Mẹ ơi, cái gì vậy? Quà của bà ngoại tặng đốm đó. Thích quá, con cảm ơn mẹ. Con nhớ viết thư cảm ơn bà ngoại nha. Dạ. Mình đã chán ghẻ rồi. Đốm thương, bà nghe nói cháu muốn trở thành họa sĩ khi lớn lên. Hy vọng cháu sẽ thích món quà này. Bà ngoại của cháu. Thưa mẹ, con mới về. Con đã gửi thiệp cảm ơn cho bà ngoại chưa? Dạ, dạ rồi. Ngoan lắm. Trời ơi. Rồi. Sao mẹ lại làm vậy? Vì có người nói dối mẹ
Tại sao vậy? Vì con thích món quà bà tặng. Viết thiệp cảm ơn bà, đó là thể hiện sự biết ơn của con. Đó là điều nên làm. Nhưng mà con đã không làm mà còn nói dối mẹ nữa. Mẹ rất thất vọng. Đồ chơi của con sẽ bị tịch thu. Từ giờ tới cuối tháng, con sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào hết. Bà ngoại thương kính, cháu cảm ơn bà vì đã tặng bút chì màu. Giết qua đây. Cậu đã bị... Hả? Hả? Chết rồi, đốm biến mất rồi. Làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của bạn không đó. Mình không có cố ý. Đốm ơi, lúc trước còn cái cây cổ thụ thì mình nó không bị nắng chiếu cho mặt như vậy. Thật ra thì mình rất yêu cái cây đó. Hả? Hả? Bạn vừa nói gì vậy? Mình nói yêu cái cây, vậy là nó quay trở lại. Vậy giờ mình chỉ cần nói là rất yêu đớn. Mình vừa nằm mơ rằng tụi mình có siêu năng lực á, có thể làm biến mất sự vật trong tích tắc nữa, rồi xuất hiện trở lại. Kỳ lạ thôi. Không ghen ghét đố kỵ, hãy học cách yêu thương để mọi thứ mãi mãi bên mình. Sao giờ này con mới về hả? Con làm bài tập chưa? Ngồi thẳng cái lưng lên. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà con còn chưa xong là ăn đòn đó nghe chưa. Lúc nào mẹ cũng mắng mỏ, bắt mình làm cái này, làm cái kia. Mình sẽ lên sao hỏa sống luôn. Nghe nói người sao hỏa sống văn minh hơn người trái đất.
Ủa, họ nói gì vậy ta? Mình là ổn nhất. Thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi, mình là đàn ông mà con. Mình chỉ muốn chụp hình chút xíu thôi, chụp xong sẽ trả lại cho mẹ liền. Phải khoe bụng bự và tay to mới được. Các bạn ấy select mắt gì ghen tị cho mà coi. Đẹp quá à. Phải như vậy mới ngầu chứ. Như vậy còn ngầu hơn nữa nè. Bữa nay chụp được bao nhiêu là hình đẹp. Về nhà mẹ sẽ lát mắt cho coi. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà đang cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần này nhất định phải được. Thôi à. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sữa và sau đó đến lượt ba tự sướng. Yeah!
Chạy thôi. Với thân hình đồ sộ của hắn, xoay sở trong vách núi này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Để xem ngươi chịu đâu được tới đâu. Ôi không, đồ ngọt chỉ làm hắn to hơn thôi. Chà, mày tiêu rồi. Đốm ơi Đốm, dậy đánh răng, Đốm ơi. Chờ mày chết nè, tiêu đời ngươi. Đốm, Đốm, sao chưa đánh răng mà ngủ? Dậy, dậy. Hả, là mẹ hả? Ừ. Nếu không muốn bị quái vật sâu răng tấn công, trước khi ngủ phải đánh răng nha các bạn. Ủa, Đốm, cuối cùng bạn cũng đi câu cá hả? Ừ. Có người hôm qua nói chán phèo mà. Nhanh lên đi các bạn, nếu không trời tối hết câu được đó. Ta ta, bụng bự, hôm nay mình sẽ câu thật nhiều cá cho các bạn coi nè. Mình cũng vậy, mình đã chuẩn bị giỏ thật to để đựng ra nè. Ừ, mình câu nhiều cá và cho mẹ nấu luôn. Còn mình đã dặn mẹ không mua cá ở chợ rồi. Chán quá à, không có con cá nào cắn câu hết. Đổ qua chỗ này xem thử, coi có hên hơn không. Đúng rồi, bạn phải kiên nhẫn chứ. Bạn đổi hoài như vậy thì làm sao cá ăn được. Câu cá thì phải kiên nhẫn chứ Đốm. Tại nó không ăn chứ bộ, chứ mình là cực kỳ kiên nhẫn rồi đó. Không thèm nữa, bực bội à. Chán quá, chán quá, chán quá đi. Đốm Đốm, cá cắn câu rồi kìa. Đừng có nói xạo. Thiệt mà, Đốm nhìn kìa. Hả? Liêu liêu, hụt rồi nha. Không sao đâu Đốm, mình có đem lưỡi câu theo nè. Mình nói lại câu tiếp. Ừ, mình sẽ bắt con cá đó cho bằng được. Hết hồn, cái gì trời. Bụng bự, tay to, mau qua đây giúp. Con cá này bự lắm, mình kéo không có nổi.
Sao Đớm, có câu được cá không con? Câu cả buổi mà chẳng có con nào. Con đổi cái chục chỗ mà chẳng có con nào chịu ăn, thật là đáng ghét. Con à, câu cá đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Nếu con không kiên nhẫn thì không thể nào thành công được đâu. Con nhìn xem, nếu không có kiên nhẫn, mẹ con cũng không thể nào ngồi hàng giờ để đan cho con chiếc áo đẹp như vậy. Và ba cũng không thể nào khắc cho con bức tượng này, con trai à. Wow, đẹp quá ba ơi, đẹp quá mẹ ơi. Đó là thành quả của lòng kiên nhẫn đó con à. Dạ, con đã hiểu thế nào là sự kiên nhẫn rồi ạ. À. Con cảm ơn ba mẹ. Nhanh nhanh nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gheo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói hả bụng bự? Đơm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là hai cái mới no. Hả? Chỉ có hai cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ, nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại á thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bàn tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình, nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đói quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là bụng bự. Ông mặt trời giận ai mà lâu quá không mưa? Chắc là giận bụng bự. Hôm bữa bụng bự té chỏng mông lên trời làm cho ông giận hay sao á? Ui da! Da! À, còn dám chọc quê ta nữa hả? Da! Ây! Rồi mất rồi! Đáng đời. Yeah. Liên hoàn tác. Làm sao mà con mũi có thể bay nhanh như vậy được vậy? Mày hả mũi? Chết chưa mũi? Hả? Yeah!
Giỏ thì chạy đi mũi, xem mới chạy đường nào. Mi đau rồi mũi, đừng hòng chạy thoát tay nha. Để coi mi trốn đường nào á mũi. Sao tự nhiên khó thở vậy trời. Ý trời, đốm, đốm. Con mũi, con mũi chết chưa mẹ? Con xịt thuốc quá trời luôn, mà nó vẫn chưa chết nữa. Có nhiều cách tự nhiên để đuổi mũi hơn là xịt một đống chất hóa học đó đốm à. Loài mũi rất sợ mùi hương nồng của xả, húng thơm, cúc dạng thọ, nên chỉ cần trồng các chậu này ở ngoài sân, bể nước thì mũi sẽ không thèm tới nữa. Sao hay quá vậy mẹ? Thay vì đốt nhang, con có thể đốt vỏ quýt, vỏ bưởi, bồ kết hay là bã mía. Mũi cực kỳ dị ứng với những mùi này. Đúng là đồ dùng tự nhiên lúc nào cũng tốt hơn. Wow, biệt đội siêu nhân biến hình, hãy tiêu diệt con quái vật đó cho ta. Sao mẹ lại không coi nữa, suốt ngày cứ dán mắt vào xem mấy cái phim đánh đấm không có lợi ích gì hết. Nhưng con đang coi mà, sao mẹ tắt ngang của con? Vậy mẹ hỏi con đã làm xong bài tập toán chưa? Con đã đọc các bài tiếng Việt chưa? Con dọn phòng chưa? Con tập đàn chưa? Khi nào con xong hết các việc trên thì mới được coi tivi. Dạ, con sẽ làm hết theo ý mẹ. Chán quá, chẳng có gì thú vị để chơi hết. Chắc chắn ở phòng thí nghiệm của ba sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho mình khám phá đây. Wow, đã thiệt. Ủa, sao có nhiều nút bấm quá vậy ta? Có nút X này to nhất nè, chọn nó vậy. Tuyệt quá, máy biến nhiều hình là có thiệt nè. Giờ thì khỏi lo rồi. Nè đốm 1, bạn làm bài tập toán. Đốm 2, dọn phòng nha. Đốm 3, tập đàn. Các bạn đi đi. Yeah, còn mình thì đi tìm tay tay và bụng bự chơi thôi. Nè, nè. Đốm ơi, muộn rồi, tụi mình về đây. Sao sớm vậy? Mình còn chơi chưa đã đó mà. Thôi đủ rồi, mình còn phải về làm bài tập nữa. Mai cô giáo kiểm tra bài á. Còn mẹ đã giao việc cho mình dọn phòng từ trưa rồi mà mình chưa có làm. Sao các bạn khổ quá. Còn mình thì chẳng còn phải làm gì, có người làm hết rồi. Là sao đó? Ai làm cho bạn? Đó là một bí mật. Các bạn bận thì cứ về đi, mình tự chơi được, mình không có muốn về nhà. Vậy đốm chơi đi, tụi mình về đây. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con. Ủa, cháu là ai vậy? Cháu có đi nhầm nhà không? Mẹ, con là đốm mà. Con của bác đang ở trên phòng và đang học bài. Nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không? Con là đốm nè, đây là nhà con. Mẹ cho con vào nhà đi. Nếu cháu cần giúp đỡ thì ta hỗ trợ, còn nếu cháu cứ nói như vậy thì ta vào nhà đây. Con mới chính là đốm nè, mẹ cho con vào nhà đi. Con đói bụng quá à mẹ ơi. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ. Đẹp quá,
hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy. Trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy Đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh Đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cắp ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bông bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm? Nơi này mênh mông quá. Bông bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bông bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bong bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bong bóng kia. Bong bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất quan phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình không được xả quan phí xà bông nữa, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Để xem mày có bị thoát được tao không. Ui, cắp cắp chúng ta hả? Giúp đây. Ui, ui. Nè, chuyện gì như trái đất vậy ta? Đốm, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. May cho mày đi nhé. Ba gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia nhập trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi. Nó không trái đất sẽ nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Chứ không phải tại con cậu thả dục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ là con sai, xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó, nghe chưa? Con hứa, con hứa.
Một, hai, hết đó, hết đó. Hả? Cái gì vậy ta? Ồ, viên ngọc đẹp quá. Phải nói cho mọi người biết mới được. Nhưng mà chắc là có ai đánh rơi thôi, vì nó bỏ trong cái túi này mà. Phải trả là người mất mới được. Bạn hên thiệt đó đó. Viên ngọc đẹp bá cháy luôn, chắc bán được nhiều tiền lắm á. Kỳ lạ thiệt nha. Qua tìm nãy giờ mà vẫn chưa tìm ra đây là cái loại ngọc gì. Chắc là nó hiếm lắm á. Có 102 luôn đó nha. Là kia ta, nhớ là quăng nó ở đây mà. Thời gian không còn nhiều nữa, bọn cơm sắp kéo tới đây rồi. Xin hỏi, ông tìm ai? Cho ta hỏi, cháu có vô tình nhặt được một cái túi màu đỏ, ở trong có một viên ngọc màu xanh lam à? Dạ có, hồi nãy cháu có nhặt được. Để cháu kể cho ông. Bún bự, dừng lại. Đó là viên ngọc thời gian bị mất cắp. Cảnh sát đang truy lùng hung thủ khắp nơi đó con. Hả? Dạ rất có thể đây chính là hung thủ. Đúng vậy, đó là viên ngọc có thể cho người dùng nghĩ tới tương lai hoặc là trở về quá khứ. Bỏ con ta ra. Ta cần nó để đi tới tương lai coi trước kết quả giải số, rồi quay về mua để làm tiền mù. Mau đưa viên ngọc cho ta. Tớ, thời gian quay ngược lại sáng nay. Liêm, giơ hai tay lên trời. Bỏ đỏ, người đã bị bắt. Trời ơi, bị tóm tận cổ rồi. Bụng bự hay ghê, dùng viên ngọc đã quay ngược lại thời gian, khống chế tên bò trước khi hắn kịp ra tay. Các cháu giỏi lắm. Khi nhặt được đồ lạ thì không nên dùng lung tung hay đưa cho người lạ. Phải trình báo người lớn hoặc nộp cho công an nha. Đúng rồi đó con. À, nhanh lên. Ôi, mệt quá. Ôi, chóng mặt quá đi mất. Trò phán trường này chơi thích quá à. Đúng rồi, xong chưa? Cho tụi mình chơi chung với. Phải rồi, cho tụi mình chơi ván trượt chung đi. Mấy bạn đợi mình chút đi. Khi nào chơi chán, mình sẽ cho các bạn chơi nha. Đúng rồi, cho tụi mình chơi được chưa? Mình thích chơi trò này quá à. Chơi nãy giờ mà vẫn chưa thấy chán nữa nè. Wow, bánh ngon quá à. Vừa đủ 3 cái, vậy là mỗi người được 1 cái rồi nè. Không được, đây là bánh của mẹ mình làm, nên mình phải được 2 cái. Bụng bự thì mập, tay to thì cao rồi, không nên ăn nhiều bánh quá đâu. Vậy đi. Tay to giùm bụng bự hôm nay kỳ ghê á. Không có ai chịu qua chơi với mình hết. Ủa, sao hôm nay chủ nhật mà con không ra ngoài chơi với các bạn vậy hả? Con có đủ các bạn mà không có ai chịu chơi với con hết. Tại sao quá mẹ? Là do đốm của mẹ làm cho các bạn đó giận đó. Ủa, giận hả? Tại sao vậy mẹ? Vì đốm chưa biết chia sẻ và quan tâm tới các bạn ấy. Là sao mẹ?
con vẫn chưa có hiểu. Đốm có dành đồ chơi và không cho bạn chơi ván trượt không? Dạ, dạ có. Đốm có dành đồ ăn và không chia cho các bạn không? Dạ có. Vậy đốm không phải là bạn tốt rồi. Nếu đốm của mẹ mà cứ như vậy thì không những tai to và bụng bự mà các bạn khác cũng sẽ không chịu chơi cùng với đốm nữa đâu. Bây giờ con phải làm sao để tai to với bụng bự chơi với con hả mẹ? Chỉ cần từ bây giờ con biết yêu thương và san sẻ với các bạn những thứ mà mình có, vậy là đủ rồi. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Tao to bụng bự ơi, mình xin lỗi. Bữa nay mình đem ván trượt ra cho hai bạn chơi nè. Tụi mình chơi cùng nha. À, được rồi nè, tay tao bụng bự ơi. Được rồi hả Đốm? Đốm hay quá à. Đốm mà. Bụng bự tay to, cố lên đi. Ờ, mình cũng sẽ bắt được đom đóm giống như Đốm thôi. Mình cũng vậy. À, mình cũng bắt được rồi nè Đốm. Tay to ơi. Đâu? Nè. Đẹp lắm Đốm ơi. Hả? Đốm đi đâu rồi ta? Đốm ơi, Đốm à, bạn đâu rồi? Ha 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 ha. Đốm của các ngươi đã bị ta ăn thịt rồi. Sợ quá, sợ quá, chạy mau. Hả? Hả? Ừ, ta to, hai bạn đâu hết rồi. Hả? Quên, quên, bự ta to ơi, cứu mình với. À, đứa sợ ma, đứa khóc nhè. Không chơi với ta to bụng bự nữa đâu. Hai bạn chơi xấu. Đốm, đốm. Sao bạn ấy giận chú? Mình cũng không biết nữa. Có bắt được đom đóm không con? Con với bụng bự và tay to, ai bắt được nhiều hơn? Con ghét bụng bự và tay to. Con nghĩ cho hai bạn đó rồi. Sao vậy con? Kể cho ba nghe được không? Hai bạn chọc con. Chọc ra sao? Con ghét bụng bự và tay to. Con trai à, chẳng phải con là người nhát hai bạn trước hay sao? Con nhát các bạn thì con vui, thì cớ sao các bạn nhát lại con thì con lại giận? Nhưng mà con à, con có biết không, nếu như việc nào con không thích người khác làm với mình thì con cũng không nên làm việc đó với người ta. Vậy là con sai rồi hả ba? Đúng rồi, với lại chơi với bạn thì phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Nếu giận nhau hoài thì đâu có vui, phải không con? Dạ, con hiểu rồi. Con trai ngoan. Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cá voi con ở nhà mình đó ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đất
có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá dơ bay? Là Nam Cực, đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Ủa, mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều, và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá dôi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình chả biết cái dơ về với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Yeah. Không uổng công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá dôi bay rồi. Lạnh quá xa lạnh luôn. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây? Có thể loài cá này tích khí ở trong người rồi nhờ đó bay lên hay không? Nhờ các ngươi mà ta đã tóm được trọn bầy cá voi bay này. Đồ xấu xa, nhà ngươi dám làm hại bầy cá voi, ta không tha thứ cho ngươi đâu. Không tha thì các ngươi làm gì ta? Để tình các ngươi dẫn ta tới đây, ta tha mạng cho các ngươi đó. Phải chặn bọn chúng lại. Kẻ nào dám trời tuyết vào ta? Chính là ta, đỡ liên hoàng đạn tuyết nữa đây nè. Đó nè. Đạn tuyết do duyên mà dám chống lại Bazooka sao? Hài hước quá. Đúng, tới lúc rồi. Đó nè, tôi xấu xa. Các ngươi tưởng nhiêu đó mà hạ được ta sao? Đây mới là dứt điểm nè. Vừa thách vừa đố, vừa cho tiền nhà ngươi đỡ được quả cầu tuyết này luôn. Cảm ơn các bạn. Ủa, ai nói vậy? Có phải bạn có dơi bay không? Đúng rồi, loài cá voi chúng tôi giao tiếp với nhau bằng sóng âm. Mất một lúc mới chỉnh lại âm tần để nói chuyện với các bạn được đó. Hay quá, cá voi bay quả thật là một loài rất thú vị. Cảm ơn các bạn đã trả chú cá voi con bị lạc đàn về cho chúng tôi, còn giúp chúng tôi hạ tên hải tặc nữa. Không có gì, nhưng mà các bạn có thể cho tôi hỏi một vài thứ được không? Làm sao mà các bạn lại bay được?
Bây giờ thì chúng tôi phải di cư sang Bắc Cực ngay để lấy ánh nắng mặt trời đây. Xin các bạn hãy giữ kín bí mật về cuộc gặp với chúng tôi nha. Vậy là không biết được tại sao cái voi lại bay được rồi. Có những bí mật nên mãi mãi là bí mật đó mà. Cuối cùng cũng tới lứa thu hoạch rồi. Ba làm nhà khoa học mà sao ba trồng cà chua thua bác bò vàng nữa? Con nói vậy là sao? Sao lại như vậy? Bữa hổm á, đốm qua nhà bác bò vàng, thấy bác có nguyên vườn cà chua chín đỏ rực luôn, mà trái thiệt là to. À, ba hiểu rồi. Có chuyện gì hả ba? Có lẽ bác bò vàng đã dùng thuốc tăng trưởng cho nên trái cà chua mới to như vậy. Thuốc tăng trưởng là gì? Là thuốc rất độc. Nếu ăn những thực phẩm có chất này sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Thì ra là vậy. Thôi, chúng ta đi hái cà chua đi con. Tuân lệnh ba. Mưa tới hay là cái gì vậy? Là cho cháu hả ba? Trời đất, sao mà nó to quá vậy? Nè, các ngươi định làm gì vậy? Lũ châu chấu đáng ghét. Nè, lũ châu chấu kia, đây là vườn cà chua của ta. Các ngươi mau biến đi chỗ khác, nếu không thì phải trả tiền bồi thường đây. Ba, ba có sao không? Ba không sao. Chúng nó hung hăng quá. Mình phải làm sao bây giờ hả ba? Bọn này chắc chắn đã ăn trúng thuốc tăng trưởng nên mới lớn như vậy. Thuốc tăng trưởng? Là thuốc mà bác bò vàng xịt vào trong vườn của bác á hả ba? Ừ, có thể là bác bò vàng đã xịt trúng nó, làm cho nó lớn lên như thế này. Vậy làm sao hả ba? Nếu không á, chúng sẽ tàn phá hết rau xanh của chúng ta á. Điều này ba vẫn chưa nghĩ ra. Con tưởng ba là nhà khoa học, cái gì ba cũng biết hết chứ. Thôi, chỗ này hết rồi, ta đi chỗ khác đi tụi bay. Đại ca, em thấy cà chua ở đây ngon quá. Nhưng có còn miếng nào nữa mà ăn? Ý em là sao chúng ta không bắt lão kia về trồng cho chúng ta ăn? Ăn mấy chỗ kia thuốc trừ sâu không à, em bị đau bụng mấy lần luôn á. Ý kiến hay, ta sẽ bắt ông ta trồng thật nhiều rau sạch cho chúng ta, để chúng ta ăn từ từ. Đi thôi. Cái gì vậy? Cái gì thế này? Ba! 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 Đốm! Đốm! Cứu ba! Ba! Trả ba lại cho ba! Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà ngoan nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Công nhận không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Đúng rồi đó. Coi TV xong tụi mình làm gì nữa đốm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng người đó sẽ được kho báu. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu, bằng chiếu. Bằng chiếu, bằng chiếu.
Bùm. 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 À, à. À. Bằng bằng bằng. À. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Mẹ sẽ khen mình cho coi. Đốm ơi, đi chơi thôi. Mình tới liền. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm ơi, đốm à. Đốm ơi, đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ích thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa. Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mừng hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tiệc thảo của ta. Không, không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớn khóc nhẹ. Khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, đồ bập lù. Không, không, ta hứa mà. Nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi. Thôi, về nhà nhanh mới được. Kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à. Sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? Ủa?
mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè. À, không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ Đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của Đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao, mì của Đốm nấu ngon lắm. Thiệt hả mẹ? Mặn quá, vậy mà mẹ kêu ngon. Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của Đốm đó. Cảm ơn con nha. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn các bạn nhiều. Bà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên Đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đến sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy Đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy Đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho Đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi vắng, ta siêng năng tập đàn, yeah. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc. Đồ, rê, mi, pha, son. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, pha pha rê. Trời ơi, mệt quá. Sao mà chán vậy nè? Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè,
nay đốm sưng hết rồi. Đau quá, đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba. Xuất phát! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Tay to giỏi lắm, lại chạy nhanh nhất lớp rồi, 10 điểm cho em. Bây giờ thì giờ học tới đây đã giải tán, các em có thể đi về. Tay to ghê nha, cứ cái đà này á là bạn sẽ vô địch Olympic chắc luôn. Bạn nói ngại quá à, nhưng mà mình không vô địch thì ai vô địch đây? Chẳng qua là ăn may thôi, chứ cỡ bạn còn lâu mới vô địch. Chứ bạn nghĩ ai thắng được mình, bạn chắc. Đừng quên ai mới là người thua đó nha. Tại hồi sáng mình ăn hơi nhiều thôi, chứ cơ bạn ai mà chả thắng được. Hả, ai là ai vậy? Như bạn rùa xanh chẳng hạn. Tưởng bạn nói ai, chứ rùa xanh nổi tiếng chậm chạp mà đòi thắng mình hả? Đua thử thì biết, mình bắt rùa xanh. Sao hả rùa xanh, bạn chịu đua không? Thì đi rùa xanh, mình đảm bảo bạn sẽ thắng. Thì được rồi, vậy sáng mai ở góc cây đa tụi mình sẽ chạy đua tới trường, xem ai mới là người nhanh nhất nha. Đây là khẩu súng siêu tốc. Ngày mai trước khi thi, bạn chỉ cần bắn vào người, đảm bảo chạy nhanh số 1 luôn. Chỉ cần như vậy thì tay to hít khói bạn luôn. Mình sẽ không ăn gian, mình không thèm một chiến thắng gian dối. Nhưng như vậy bạn sẽ thua tay to mất. Để rồi xem. Súng siêu tốc, để coi ngày mai mình chạy nhanh cỡ nào, có khi phá luôn kỷ lục Olympic. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Tay to, chạy đi kìa, đừng có chủ quan. Trời ơi, chuyện nhỏ, bây giờ mình bắt đầu chạy nè. Tay to có thể ăn nhanh hơn mình chạy luôn. Chứ sao, nhanh quá mình không dừng được. Nhanh quá, bay lên luôn được rồi kìa. Cuối cùng cũng dừng được. Chết rồi, còn cuộc thi nữa, phải quay về mới được. Và cái đích kia rồi. Bạn đừng buồn, sau này chúng ta sẽ đua lại. Chiến thắng hôm nay của bạn xứng đáng lắm. Mình đã tự thua chính bản thân mình khi ăn gian. Giỏi lắm rùa xanh, bạn đã chứng minh được là chỉ cần quyết tâm, chắc chắn sẽ chiến thắng. Xuất nè. Ê ê, mấy bạn cho mình chơi với. Ê, mèo đen xui xẻo kìa. Mèo đen xui xẻo hả? Đúng rồi, người ta nói gặp mèo đen là xui lắm đó. Chắc là người ta đồn bậy thôi á, chứ làm gì có chuyện đó. Ủa, mấy bạn đang bàn tán xôn xao gì vậy? Hào không có gì đâu. Mình với bò vàng có việc phải về trước rồi. Bạn ở lại chơi với đớm và bụng bự nha. Mấy bạn không thích thì về trước đi, ba đứa chơi đủ vui rồi. Ý vui quá à, chuyện cho tôi nè, chuyện cho tôi nè. Thôi chết rồi, xui quá. Thôi không có gì đâu, rồi mình nhổ rác vào đi. Bạn nghĩ vừa nãy là trùng hợp hay là mèo đen xui thiệt vậy? Đá chơi bành, không nhìn trước thôi, ai cũng có lúc vậy mà. Thôi, giờ đã banh chán rồi, hay là mình chơi bóng rổ đi.
gấp đi nè. Nói bạn xui xẻo chưa hả mèo đen? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Thôi mình hiểu rồi, mình về đây. Mèo đen à, bây giờ mình mới tin á, là chuột với bò vàng nói đúng rồi. Bớt người ta, cướp, cướp. Bớt người ta. Tránh ra coi hàng nhóc này. Dạ, đau quá. Ném vậy mà cũng ném. Yeah, chúng ơi. Cảm ơn cháu nhiều nha mèo đen. Gặp được cháu ở đây thiệt là hên quá. Theo mình nghĩ, hên hoặc xui là do cách mình nghĩ thôi. Mọi thứ là trùng hợp thôi mà. Mình xin lỗi bạn nha mèo đen. Không có chi. À, thịt chín rồi, chúng ta chuẩn bị chiến thôi. Ôm quá, tuyệt cú mèo luôn. Cái này bữa nay thế nào bụng bự cũng chén sạch cho mà coi. Các bạn ăn đi, bụng bự không ăn được đâu. Ờ, con sao vậy bụng bự? Cái răng con nó... Con ăn kẹo bị sâu ăn, nên dứt rồi chứ gì? Dạ không có phải, cái răng của con nó bị lung lay rồi, sắp gãy rồi. Thì ra là vậy, chỉ là thay răng thôi, lung lay thì nhổ, sẽ một cái khác thôi mà con. Vậy hả mẹ? Vậy chúng ta đi gặp bác sĩ thôi. Giờ bác tiêm thuốc tê rồi nhổ cái răng lung lay cho con. Nếu bạn sợ bác sĩ thì tụi mình sẽ giúp bạn nhổ răng được không? Răng mình lung lay, mình tự nhổ không thôi. Cách nào? Mình sợ lắm. Mình có cách. Xong, bây giờ chỉ còn xe chạy là sẽ nhổ được chiếc răng lung lay thôi. Mình sợ quá à. Bạn đừng sợ, có mình đây. Ba ơi, con bó tay với bụng bự rồi. Ba có cách nào giúp bạn ấy không? Con trai gì mà còn nhát hơn con gái nữa. Giờ con mở miệng ra coi, để bác coi coi nó như thế nào ha. Trời ơi, đơn giản thôi mà, không cần phải nhổ đâu con. Thật hả bác? Mà con mở miệng ra, nhắm mắt lại nha. Bác kiểm tra lại coi khi nào mới nhổ đi ta. Dạ được. Ui, cái gì vậy? Là cái răng của con mà. Bác nhổ rồi hả? Thấy chưa, nhổ mà bạn còn không biết nữa. Nhổ răng đơn giản lắm, đâu có đau đâu. À ha, vậy mà mình cứ sợ. Đúng vậy đó các con, răng sữa của các con khi lung lay chín mùi thì cần phải nhổ đi, rồi răng mới nó mọc lên. Nhổ rất là đơn giản, cho nên các con đừng có sợ mà giấu. Mai mốt răng thay thế không có chỗ mọc, nó sẽ mọc lệch, rồi thấy xấu lắm đó. Vậy mai mốt mình không sợ nhổ răng sữa nữa ha. Vậy là hết lo, không ăn được nữa phải không? Tất nhiên rồi, mình phải ăn bù mấy ngày hôm nay mới được. Nè, mình mới tìm được trong kho của ba mình đó. Đẹp ghê ha, nhưng mà bạn có biết chuột không đó? Không biết, nhưng mà chuột thử thì biết à. Hoàn tất, bây giờ hãy coi con bự ta đây. Yeah. Chuyện nhỏ thôi. Bạn tập tới đâu rồi hả Đơm? Vẫn
đang cố gắng. Mình sẽ tập được cho các bạn coi. Thôi, khó quá thì bỏ đi. Qua đây, mình cho mượn dáng trượt nè. Dễ trượt hơn, mà không sợ bị té nữa. Mình cũng tập tới khi nào được mới thôi. Mà chắc tại mấy cái đồ bảo hộ này nè, vướng víu quá, nên là mất thăng bằng đó. Đó, bây giờ nhẹ nhàng hơn rồi nè. Đó, thấy chưa? Mình chưa bị rồi nè. Nhưng mà nếu không có đồ bảo hộ thì nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, cứ kéo lo, mình chạy được mà. Ê Đơn, đùa không? Đùa thì đùa, sợ gì? Nhưng mà bạn chấp mình đi một khúc đi, vì mình mới biết chạy à. Chơi luôn. Chuẩn bị, xuất phát. Đuổi kịp bạn rồi Đốm ơi. Mình không muốn thua đâu. Mình chạy được rồi. Hên quá, may mà có bà. Thấy chưa, chơi thể thao mà không mang đồ bảo hiểm, chút xíu nữa là dập mặt rồi. Lại còn sử dụng đồ của người khác mà không hỏi ý kiến nữa, rồi chưa biết cách sử dụng nữa kìa. Sao? Dạ, chưa rồi. Ngươi dám đánh lén ta? Dám ăn hiếp bạn của ta? Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Nó khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi, đến lượt ta đây. Cũng tại bạn leo trèo mà ra nông nổi như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi, đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi, hắn có bộ điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùa mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá. Anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điệu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần thầu vô địch thủ. Hắn thua rồi. Đốm, tay to, chim nhỏ, các bạn có sao không? Hả? Sao bạn lại lợi hại vậy? Như lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn mùi không chịu nổi.
Xe tới chưa đến? Trời rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ quê xa lắm chứ bộ. Chắc là sắp tới hả? Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? Ờ, thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà Đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ Đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó. Mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất qua đất. Chỉ cần ăn một lần là ghi luôn. Xong lên, vì bánh tét. Vì bánh tét. Phải mở thùng xe ra. Bụng bự, khỏe mạnh để làm gì? Để mở thùng xe. Không có gì khủng khiếp bằng bụng bự thèm ăn hết. Nhào vô mấy bạn, chúng ta cần phải xử lý gấp đám bánh tét này. Bánh tét ơi, tụi ta đến đây. Đốm, để mình chạy ra coi thử. Tôi là nhân viên sửa ống nước. Tôi nhận được tin nhà này bị hư ống nước. Ống nước để trong nhà hả? Để tôi vô sửa nha. Con biết nhà con bị hư ống nước. Để con gọi ba con nữa. Đau quá. Nhưng mà không cần đâu. Giờ hành chính làm phiền người lớn là không có ngoan. Để tôi vô sửa cái ra liền à. Xin lỗi chú, nhưng mà không có người lớn ở nhà thì con không cho phép người lạ vào nhà đâu. Tụi nhóc bây giờ tinh vi quá. Hồi nhỏ em mở cửa cho thợ sửa ống nước vào hoài có sao đâu. Chứ sao nữa, nhìn mặt ngươi gian quá mà. Tới ta còn không muốn tin nữa, nói chi là tụi nhóc. Em là sói, mặt em đâu có được đẹp trai như sếp đâu. Thôi được rồi, lần này để ta ra tay. Cốc, 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 vào bánh pizza đây, có ai ở nhà không? Tới liền, nơi đâu có pizza là nơi đó có bụng bự. Nhưng mà nãy giờ đâu có ai kêu pizza đâu. Rõ ràng là địa chỉ này mà. Nếu mà tổng đại lộn thì cái pizza này miễn phí. Mấy đứa tính sao? Còn tính sao nữa, chú cho tụi con thỉnh cái bánh nha. Bụng bự này thiệt tình á. Bộ không nhớ là không được ăn đồ người lạ đưa hay sao? Thôi lỡ rồi
đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ miễn phí đâu. Ê, bị sao vậy bụng bự? Chúc mừng các bé đã ăn trúng pizza trúng thưởng thuốc ngủ. Thì ra là kẻ xấu các ngươi. Các ngươi muốn gì đây? Tất nhiên là cướp rồi. Thôi tiêu rồi. Tất cả đã bị bao vây. Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được? Đúng rồi. Không có ai ở bên trong hết. Mục tiêu kia rồi. Ý trời, hết dây hả? Ý trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu hỏa ở đây nữa? Thời gian nữa rồi, phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Cái thằng đốm này, biểu nó cài chuông báo động xe cảnh sát, mà nó cài cả cấp cứu với chữa cháy dù chi không biết nữa. Ôi chà, có đột nhập à? Ủa, mày bị thương rồi kìa. Dần nhà đi, để mình sơ cứu cho. Ê, vừa thấy giấy kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lạ đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá, vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ. Thank you.
Đây là sinh tố kẹo, đây là súp sô-cô-la, còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá. Báo động, trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng tôi, chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa, các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Tài tài ơi, nhanh lên, không xong rồi. Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự làm trọng tài. Ừ. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè, thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh dừa đậu để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụi mưa lại gần mình đi. Hoán đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao có hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui.
Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Đốm ơi, dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên Đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Giờ mình không sợ mờ nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không thức khuya, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đúng ngoan của mẹ. Giờ này mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn, mình sẽ ăn cho đã. Trời ơi, cái gì vậy nè? Chào mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con cũng không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lượm được cái này nè, con chỉ cầm lên vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? Hả? Với cái này ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đảo quá đi. Bạn vừa ăn kẹo của mình đúng không? Con mắt nào mà bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn thì không ăn, không lẽ nó tự biến mất? Mình không biết rồi nha. Ê đứa hại. Ừ.
thì ta có thể làm mọi thứ mà không ai có thể ngăn cản được. Chết rồi. Chụp được rồi, may mà an toàn á. Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi. Mau đưa ta về nhà. May mà vẫn có thể về nhà được. Nếu không thì không biết sao nữa. Ta không còn thứ nguy hiểm như vậy nữa. Ghê quá à. Như là chơi với súng vậy á. Không biết khi nào sẽ chết nữa. Quăng đi cho yên chuyện. Yeah. Hả? Con sao cục con? Kỳ đầy làng mình tiêu là cái chắc. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Tất cả bình tĩnh. Hãy gọi người đó ra đây. Người đó là ai? La 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 la. Có cả cái voi bơi dưới đất nữa không? Thiên nhiên đầy những thứ mà con chưa biết đâu. Trời ơi, nó nuốt hết luôn rồi kìa. Chưa tới phần hay nhất đâu. Wow, hùng vĩ quá. Tay của cháu sao rồi? Vì con trai cô là người nắm giữ quyền năng của thiên nhiên. Trái đất từ xưa đã được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Mẹ thiên nhiên cho năm nguyên tố cơ bản để phát triển. Mẹ cho nước để uống, cây cối để hít thở trong lành, lửa để xua tan đêm đen, đất đai để sinh sống, và kim loại để con người phát triển. Nhưng con người không hề biết quý trọng thiên nhiên. Họ dùng những robot để khai thác thiên nhiên. Không may, robot nổi dậy, chúng tấn công con người. Ý ông nói là con người và thiên nhiên đã gặp nguy hiểm. Chính xác,
nhưng vẫn còn hy vọng. Đó là con đó Đốm. Thằng Đốm nó biết ăn ngủ thôi chứ hy vọng cái gì. Vì sức mạnh của các nguyên tố thiên nhiên đang ở trong người của con đó Đốm. Vô lý, không thể nào. Ba mẹ coi chồng. Nó đã bị điều khiển rồi. Đúng vậy, thằng nhóc này có sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh mà ta đang cần. Lùi lại. Mẹ, mẹ ơi, trả mẹ lại đây. Mẹ, mẹ. Hay là tụi mình đi thăm khủng long đi, xem bạn ấy đã lớn thế nào rồi. Nhưng mà ba Đốm sẽ... Không có sao đâu, mình sử dụng ghế xoay thời gian chút xíu à. Ba Đốm không có để ý đâu. Thôi, hay là mình đừng có đi nữa, mình chưa xin phép ba Đốm mà. Ba mình không có ở nhà, ba mình đi họp bên trung tâm xuyên thế kỷ rồi. Vậy tụi mình để ba Đốm về rồi tụi mình hẳn đi. Các bạn rắn rối quá à. Nhanh đi, ba về là không có được đi thăm khủng long con đâu á. Tại ba Đốm đi họp rồi nên không có ai mở đèn hết trơn á. Yên tâm đi, Đốm biết chỗ cất đèn pin và chìa khóa. Mấy cái công tắc mật mã này bị cháy rồi. Sao vậy Đốm? Mình cũng không biết nữa. Nhưng hệ thống định vị và an toàn bảo mật nó bị chập mạch rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ba Đốm có biết không? Chúng ta vào bên trong xem thử thôi. Đếm coi kìa. Hình như ở đây mới diễn ra một trận đánh nhau thì phải á. Ba Đốm đâu rồi? Có thật là ba Đốm đi họp không? Điện thoại đã bị cắt rồi. Chắc chắn có ai đó để làm chuyện này. Vậy giờ mình phải làm sao Đốm? Bụng bự vậy tay to, tụi mình phải dùng chiếc ghế dịch chuyển thời gian thôi. Bạn không cần đi đâu hết Đốm, tụi mình đã tới đây rồi. Sao các bạn đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Cách đây một giờ, tụi mình được thông báo rằng kẻ giấu mặt X đã trốn khỏi phòng giam giữ đặc biệt để thực hiện âm mưu bá chủ của hắn. Kẻ giấu mặt X là ai? Có liên quan gì tới tụi mình không?
mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không. Nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút, kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi Đốm? Ba đi đâu rồi đó, không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các đường thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê. Mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha. Tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Có thể manh mối nằm ở đó đó các bạn.